Tối nay tôi tiếp tục quay lại câu chuyện của là cô bé Tường Lan cùng với là người mẹ của bé Tường Lan. Thì trước khi mà tôi chia sẻ câu chuyện này thì tôi cũng có một vị khán giả cũng muốn lên để mà chia sẻ cái quan điểm của mình trong cái câu chuyện của bé Tường Lan. Thì bây giờ tôi mời quý bà con cùng tôi để mà lắng nghe cái ý kiến của vị khán giả này như thế nào bà con nhé. Và bà con vui lòng cho Lan Phan Sài Gòn xin một lượt like. Bà con là chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh Lan Phan Sài Gòn. Xin nghe chân thành cảm ơn tất cả các bà con rất nhiều. Và bây giờ tôi sẽ kết nối với vị khán giả này. Mong rằng chúng ta sẽ có những cái cuộc trao đổi vô cùng thú vị trong câu chuyện này. Dạ alo chị. Chị nghe em ơi, chị chào em nha. Dạ, em đang trực tiếp ở trên kênh Lang Thang Sài Gòn với cái vấn đề liên quan đến là cháu bé Tường Lam mà những ngày vừa qua cộng đồng mạng đang dậy sóng. Thì hôm nay thì theo yêu cầu của chị thì em cũng mời chị lên kênh để chị chia sẻ cái quan điểm của chị trong cái trường hợp này. Thì em mời chị bắt đầu chia sẻ với khán giả đang theo dõi kênh ạ. A Di Đà Phật, con xin chào các ông bà cô chú, các anh chị em trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Con thấy thời gian vụ bé Tường Lam cũng trải qua cũng cả tháng rồi, nhưng mà anh em làm YouTube với nhau mà đòi thưa kiện rồi không có được cái hòa thuận ở trong cái một đất nước Việt Nam chúng ta, thì cũng rất là nhỏ bé, đâu có lớn gì đâu. Đâu có bao nhiêu người dân đâu. Tết sắp đến rồi thì con cũng không biết là nói cách nào để mà cái lời nói con để mọi người nghe và thông cảm và để mà yêu thương với nhau. Tết sắp đến rồi cho nên hôm nay con đầu tiên con lên đây là con muốn gửi lời đến A Di Đà Phật, các sư thầy sư cô. Cái vấn đề hôm trước con cũng có xin phép các ngài ra điều kiện, nhưng mà một tháng rồi thì con cũng không thấy ngài nào gọi đến cho con, nhưng mà không gọi thì thôi cũng được không sao, nhưng mà về bé thì các ngài cũng không phân tích rõ ràng. Ban đầu á thì đi lên thì các ngài cũng tuyên bố rằng là giới thiệu là bé 4 tuổi thuộc Lào Kinh Phật. Thì hôm nay á, cách đây cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ á, chùa Hoằng Pháp các ngài lên giảng cũng là lên nói bé 5 tuổi thông minh trí tuệ thuộc Lào Kinh Phật. Vậy thì nắng 2 tuần hơn nữa thì qua năm 2024 Tết âm rồi thì là bé là mấy, 6 hay 7, thì trong vòng chưa tròn 3 tháng 2 tháng thì ngài lên 3 lần tuổi rồi. Mới ban đầu giới thiệu thì 4 tuổi, rồi hồi nãy cách đây 2 tiếng thì 5 tuổi, rồi cỡ hơn 2 tuần nữa thì 6 tuổi. Thì chưa tròn giảng thì thầy giới thiệu với khán giả Phật tử thì chưa được 2 tháng thì lên 3 lần tuổi. Thì con muốn nói gửi lời này với các thầy, một cái công việc gì đó mình nghe thì mình nghe và thấy thì cũng chưa có đủ đâu, thì mình phải dùng ở một cái trái tim mình á, lương tâm mình á, mình quán chiếu cái gì đó là cái trí tuệ của mình phải quán xét lại đâu đó cho rõ ràng. Mình hãy lên cộng đồng, tại vì các ngài là người tu, là một bậc cha, bậc thầy, bậc thánh rồi, chúng con là Phật tử bé nhỏ thôi, thì mong thầy có một cái sự trí tuệ và nhìn thấu được bé đó là điểm chính lại hôm nay là ai, người như thế nào, và các thầy phải cho một cái câu cụ thể, bé là mẹ Quan Âm tái thế hay là người như thế nào, cho câu cụ thể chúng con biết. Chúng con nếu mắc phải những gì mà nói lầm lỡ thì chúng con quỳ xuống xin lỗi ngài. Còn nếu như mà bé không đúng như ngài nghĩ thì tới nay cũng cả tháng rồi thì ngài suy nghĩ chính xác lại trả lời là hôm nay thầy cho bé nó người như thế nào. A Di Đà Phật, thầy ơi, thời gian chạy qua không có bao lâu lắm, cũng 1 năm có hơn, thì dịch bệnh nhà tan cửa nát, đau khổ Phật tử tới nay còn chưa nguôi ngoai nữa. Chỉ có còn nghe
kính kệ hồi kinh để bớt đi cái sự đau buồn của thế tục. Nhưng mà hàng ngày, dù cho công việc lớn lao, dù cho khó khăn kinh tế, cũng phải bỏ ít thời gian đến chùa nghe các thầy giảng để học được những gì đạo lý Đức Phật để lại cho chúng ta, để nhà nhà hiểu được và cái sự đau khổ nó bớt đi. Nhưng cuối cùng chưa tìm Mạng chị có vấn đề, cái mạng của chị nó có vấn đề đấy chị ơi. là con muốn nói Alo cái vấn chị, đề. alo alo chị ơi, cái mạng chị nó bị yếu sao đấy, Alo. cái mạng của chị nó có vấn đề không ổn định nè, cái mạng của chị nó không được ổn định. Chắc dạ mạng bị yếu sao rồi. dạ chị kiểm tra lại đường mạng chị. Trần trò không biết em ở bên chị đây, bên trần Bên chị, tròn á, bên chị chị nó trần báo là bên tròn chị này, kết nối của bên chị không ổn định. Cái đường truyền nó có vấn đề xíu, quý bà con đợi xíu. Dạ chị nghe rõ chưa ạ? Bà con ơi, vui lòng cho La Thăng Sài Gòn xin một like nha quý bà con. Dạ, chị nghe rõ chưa chị? chị nghe rõ rồi, trời giông quá, giông gió dữ lắm. Dạ, chị xem lại cái đường Chắc truyền của hình bên ảnh chị bị đi. kém đó. Dạ, ok chị. Dạ, chị À, tiếp tục đi ạ. à rồi nghe rõ chưa, nói được chưa? Dạ, được rồi. Nhưng mà con á là kính với các ngài á là hôm nay con không muốn lên nói, tại vì trên cộng đồng người nói qua, người nói lợi, người nói đúng, người nói sai, nó đem lên những điều không hay với chị em của một cái đất nước chúng ta, để mất cái sự đoàn kết. Con không muốn nói vì chỗ con kính thầy, con quý Phật, cho nên là con không muốn để các ngài là, nếu mà Phật tử nói thì các ngài cho rằng là động tới chùa chiền Phật pháp, hay là nói những điều đó là phạm với tội luật của giáo lý Đức Phật đưa ra. Nhưng mà chúng con thì để ngài ngài để cái thầy như thế nào, nhưng hôm nay vì nhân tình nó quá xá mít lòng phiền phức với nhau, con mới lên nói cái vấn đề này. Bây giờ thầy ơi, thầy muốn nói một cái gì đó điểm chính cho chính xác. Hôm nay vậy thì con hỏi thầy, nếu mà thầy nghe được cái câu con, thầy trả lời giúp con hoặc là bình luận dưới kênh của em Lang Thang Sài Gòn. Thầy ơi, vậy thì nhà của bé Tường Lam này nó nằm ở đâu? Cha mẹ nó là đạo đạo nào? Và ông bà ngoại nội nó ở đâu? Con nhờ thầy bình luận dưới giúp con nhé. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, con nói thật với thầy, nếu như mà những cái em mà chửi qua chửi lại những kênh mà gió phiêu du với kênh Sài Gòn, Lang Thang Sài Gòn với người dân 24 đó, thì hôm qua con có nghe một cái kênh chửi rất là nhiều, đòi thưa kiện, là đòi hẹn với nhau trăm chém giết gì đó. Nhưng mà thầy có biết ở bên ngoài những người Phật tử nạn nhân mà hiện giờ đau khổ, mà từng lời qua tiếng lợi mà đến điều đâm chém giết với nhau, con kính gửi với thầy, thầy có hay không vậy thầy? Thì bây giờ các em á, như thế này con cũng gửi đến thầy luôn. Con bữa nay đúng ra là con không muốn nói, con chỉ nói một lần thôi, nhưng hôm nay vì là tất cả mọi người vì đạo đạo lý Đức Phật mà lấy lời đạo Phật của chúng ta hôm nay chính nghĩa, vì chỗ đó con mới nói thôi. Nếu mà cho con gửi lời đến Phật tử của các ngài mà để mà nghe thầy nói bé là một vị Phật, một vị chủng tử tốt và sư cô á, là tiền kiếp tái thế gì đó, đó là việc của thầy. Còn tất cả con nói về anh chị em cô bác mà bên đạo Phật là của các anh em chúng con lên cái kênh của em Sài Gòn này bình luận nè, ai nghe được á, thì nghe, còn không được thì thôi đừng có chửi mắng. Hôm nay con nói với thầy á, cái kênh Lang Thang Sài Gòn này chưa ai hiểu đâu, hôm nay chính con nói luôn, ai nghe sao cũng được, không nghe cũng không sao. Thời gian 3 4 năm trước á, em Lang Thang Sài Gòn bây giờ cũng chưa biết con là ai đó,
Nhưng mà con thật lòng để con nói thôi, lúc bắt ba chầu á, là lúc á chị Hằng năm 2020-21, là lúc đó rần rần rộ rộ với chiếu thần thần y gì đó, con cũng không rõ. Nhưng lúc đó bắt ba chầu đang từ thiện, bao nhiêu kênh á, là đánh sập cái kênh Lang Thang Sài Gòn, thầy có biết không? Là một mình em này chính nghĩa đứng lên biết bao nhiêu ngày giờ, một kênh mấy ngàn người, mà nhiều kênh là bao nhiêu ngàn người mà để gọi mỗi một ngày, là coi như chửi không còn cái gì. Một mình ơn em kênh Lang Thang Sài Gòn này đứng lên để bảo vệ bác ba chầu mà làm chính nghĩa giúp cho đời tới ngày hôm nay. Dẳng dẳng mấy năm trước trở về đây con nói với thầy luôn á, hôm nay thầy nghe được lời con nói, con nghe thầy nói với những cái kênh nào con nghe hết rồi đó, nhưng mà ở đây con muốn đất nước thái bình, giáo lý Đức Phật chúng ta là đạo là hiền lương, đạo sự thật, mà để chúng ta chính nghĩa mà đi trên giáo pháp chứ không phải đạo Phật mà đem ra để chúng ta bình luận để mà chửi mắng với nhau. Đạo Phật là đạo từ bi cho nhân loại, thầy à, A Di Đà Phật. Nhưng con gửi những câu này, con nếu thầy có nghe được, thầy biết con nghe được những gì rồi. Nếu như con hôm nay con nói rõ câu này, nếu như đây ngày nay con nói đến một tuần nữa mà những các em YouTube còn thưa kiện, còn chửi mắng, còn nói với nhau thử thách nữa, thì con cũng cầu mong đó, cầu mong mà Phật tử của ngài thưa đó, thưa đi, con cũng thích đó, tại chúng con là người từ bi, bên con là bên phản biện đúng, bên con là bên thật. Nếu như mẹ bé nói là mẹ bé dạy đi có em không, nói có ai ghét sai phạm sống thưa công an á, công an giải quyết. Nhưng mà thầy ơi, con nói với thầy như thế này, con thích cho thưa đó, câu chuyện gì đến công an nó cũng phải hỏi thôi. Mạng chị bên đường truyền của chị cũng quá yếu. Bà con ơi, vui lòng cho Lang Thang Sài Gòn xin một like quý bà con. Bà con nào chưa đăng kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh Lang Thang Sài Gòn bà con nhé. Dạ alo chị nghe rõ mà. Chị xem lại đường truyền của chị cái. Dạ chị tiếp tục đi ạ. À. À, quá trời mạng yếu rồi, nghe rõ không em ơi? Nghe nó cũng lúc được lúc không đó. À, chị cố gắng nghe chỗ nào mà ổn định xíu. Chị là chỗ này là gần wifi nhất luôn á. Quá sát trời dông rồi, mấy miếng tôn nó bị bay ra nè. Dông gió quá. Dạ, dạ. Mà nghe rõ chưa? Chị nói được chưa? Dạ chị nói được chị. Con xin gửi với các thầy như thế này nè. Nếu như mẹ bé Tường Lam á, với mọi người nghe đây, với những các anh em YouTube á, là nếu mẹ bé nói là mẹ bé dạy đi thì bây giờ có thái bình không? Tại vì mẹ bé nói là ngủ đêm tới sáng thì là phân tích là không đúng, ngủ đêm tới sáng. Nhưng mà là con gửi gắm với thầy thế này, thầy nói hồi nãy trên cộng đồng mạng á, thầy giảng có cách đây mấy tiếng đồng hồ á, thầy nói bé là một cái tài, bé là một người chủng tử tốt mà mọi người không hiểu để là bình luận thế này thế nọ, mang cái khẩu nghiệp. A Di Đà Phật, con xin nói với thầy thế này, cái khẩu nghiệp tới chết kìa thầy ơi, rồi mới biết mình đi vào cái giới nào chứ bây giờ đừng nói tao thao bất diệt. Hôm nay con nói với thầy thế nào, dù cho con có chết con cũng đứng lên chính nghĩa để con nói bảo vệ cho người dân, bảo vệ cho đạo pháp nữa. Con nói với thầy đó, còn các em làm YouTube cứ thưa đi, biết cái cách viết đơn không? Không biết chị dạy cho, tại bên chị là bên phản biện nhân từ thôi, nhưng mà bên em là bên lại bảo vệ Bồ Tát thì lại chửi người ta không? Nếu mà Bồ Tát của mình thì lính Bồ Tát phải là người á, là dẫn lối cho đường cho chúng anh đi theo chứ. Bên đây người ta phản biện á, thì người ta nói lý lẽ, còn ở bển thì bảo vệ thì lại đi chửi người ta. Nhưng mà các em biết cái cách viết đơn không? Chị dạy
À. Còn chị đâu, mặc dù chị rất là Gọi điện thoại đi chị ơi. Mạng nó yếu chị, bà con. Cái mạng bên bên, bên chị nó yếu lắm. Bà con thông cảm một xíu nha, đợi xíu kết nối lại. Dạ nói alo. cái này là chắc ăn nhất luôn Dạ. nè. Dạ chị Nói tiếp được tục rồi nha. đấy Dạ, tiếp tục đi. ha. Là hôm nay á, là con á, là gửi lời này đến các sư thầy với các anh chị em cô bác ở trên cộng đồng mạng, là mấy anh xem lại mắt các cô chú mở lên xem lại cách đây 3 4 năm á, là vụ mà chị Hằng tương đương với đồng với bác Ba Chầu á, là em á, lang thang này nạn như thế nào, rồi lúc đó sẽ hiểu em này nhiều hơn. Ai cũng chính nghĩa qua bên đó chị Hằng hết á, không ai nhìn bác Ba Chầu mà nạn như thế nào. Người ta từ thiện thì nói bán hột sòn giả, một mình em lang thang này đối chọi với luôn cộng đồng xã hội, có một kênh một duy nhất, luôn cả giọng chúng phản biện hết, bác Ba Chầu nuôi con cháu nuôi gì đó cũng phản biện luôn, rồi đồng lõa phối hợp với cái gì cơm chay từ thiện đó, là muốn bên anh bên cái gì hay thiện gì đó, là với bác Ba Chầu thì mở lên hết xem từ đầu đến cuối, không có một kênh thứ hai mà đứng để mà tiếp với nói những gì chính nghĩa với em lang thang này đâu. Bao nhiêu kênh, mấy chục kênh đều chính nghĩa với chị Hằng hết rồi, còn một mình em lang thang này để là cứu bác Ba Chầu hết. Kênh này là chỉ trích kia, kênh kia chỉ trích ngọ, và bao nhiêu một cái kênh mấy ngàn người là gọi chửi xối xả bên em lang thang Sài Gòn này. Thậm chí em lang thang Sài Gòn này đi đường chở vợ đi ra ngoài đường chặn đầu xe người ta luôn, nhưng mà phải nhờ bên cái khu phố giải quyết á. Chính nghĩa đến như vậy thì hôm nay á là mình phải xét lại, những gì có công á thì được thưởng, có tội phải trừ. Thì bây giờ nếu các em mà xem cái kênh lang thang Sài Gòn á, mà có những cái gì khẩu nghiệp thì mình hay là ăn hiếp gì đó, đủ chứng từ mình thưa luật pháp đi, chị cũng thích vậy đó, thưa ra đi. Cái bắt đầu công an hỏi nè, làm sao các anh chị thưa với nhau, bắt đầu mình mới khai đúng không nè, bé này nè mẹ nó dạy mà nói không, em tạo pháp ra phỉ báng, rồi á là nói là bé ngủ tự nhiên thụ, rồi các sư thầy á là lấy xe đi rước, trọng phú khinh khinh bần, tôn không công bằng với người Phật tử, cho nó là thánh nhân, cho là tiên thánh Bồ Tát đi rước, đưa lên cái ghế vị trí trên bực giảng, cả hai mẹ con còn ô uế. Thưa đi em, thưa nhanh cái kênh này lên để không kịp á, thưa đi nhá, thưa đi rồi ra công an tự mình khai nha. Cái lý nào dù cho em lang thang này có nóng giận, có chửi, có lỡ đánh các em cũng phải thắng hơn các em đó, tại vì có cái lý không có lửa sao có khói. Thưa đi đó, rồi khai nè. Mê tín dị đoan nè, rồi nói chuyện thần tài có không, giáo lý Đức Phật có để lại cho chúng ta mê tín dị đoan không, rồi coi cái tử vi tướng số nè đó, rồi tí vào bây giờ tới là coi như là em á là độc lạ Bình Dương là 87 tuổi, bây giờ đi tới kêu nhờ công an dẫn đi đi lợi ngay chân á là cái khoa bé bé sơ sinh á, ví dụ như 3 tuổi 4 tuổi gì đó, 5 6 tuổi bệnh viện đó đó, bệnh viện Nhi Đồng đi, ở bệnh viện Nhi Đồng đó, cái coi 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 cái tuổi thọ đó mới hay đó, tại vì tới 80 90 năm đó ai sống tới đó, 80 tuổi thì Phú năm nay là 340 rồi thì 30 40 năm biết sống tới đó không, dịch bệnh tới nè. Bây giờ coi bé sơ sinh đi mới hay nè đó, coi cái đó là bé này 3 tuổi 4 tuổi 7 tuổi bệnh này hoài xong đó, cái đó mới gần nhất đó, coi đó đi. Thì mình trình với công an, nhờ công an đó. Bây giờ còn muốn cần luôn cũng được. Hôm nay á, là con á, là A Di Đà Phật, con xin gửi những lời này với Ban Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, chùa Tọa Lạc ở số 299B, đường đường á, đường Lương Định của phường Bình Bình Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, và Thượng tọa Thích Chí Thường, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 12.
em thưa đi, chị bên này chị trình lên, hôm nay con trình lên với ban giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam là thượng thượng lão hòa thượng Thích Chí Quảng ở thành phố Hồ Chí Minh quận 2 và thượng tọa Thích Chí Thường, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 12, chùa Quang Pháp nằm ở quận 12. Con xin kính những vừa qua lùm xùm câu chuyện các ngài này tu mà đem xe mà cho rằng chưa biết nguồn cội bé này, chưa biết sanh ngày mấy tháng mấy chưa rõ, là đi lên nói rằng là 4 tuổi, rồi hôm nay thì mới lên giảng là cách đây 2 tiếng đồng hồ thì nói 5 tuổi, chỉ 2-3 tuần nữa là 6 tuổi. Chưa tròn 2 tháng lên 3 tuổi, lên 3 lần tuổi, 4, 5, 6. Như vậy đó thì điểm chính có đúng hay không? Thì con nhờ là Thượng Lão Hòa Thượng Thích Ký Quảng và Thượng Tọa Thích Ký Thường giải quyết giúp giùm chúng con. Nếu như trong một tuần mà cái tin này con gửi đến các ngài xem xét những cái cách hành động cử chỉ của chùa Hoằng Pháp mà các ngài thượng đội hạ đạp xem bé là Bồ Tát thiên tài, thánh nhân để chạy xe đi rước. Còn những các em mồ côi cha mẹ, những nhân tài còn ngồi hàng trăm hàng vạn người, những người mà ngồi bực ông, bực thánh, bực cha, bực mẹ, thì đưa hai mẹ con lên cái bực giảng ngồi để dưới đầu quỳ lại. Thì con kính hai vị tường bối của con xem xét lại chùa Quang Pháp hai ngày này làm đúng hay là sai. Nếu ngài trả lời đúng, chúng con quỳ xuống tạ tội tội với thầy, không dám nói lần thứ hai. Còn nếu như mà thầy trả lời mà bé Thượng Lam không đúng tiên thánh Phật trời, thì con kính hai vị tiền bối của con thì cho một câu trả lời công bằng chùa Hoằng Pháp đối với con như thế nào, ra thanh thiên bạch nhật trả lời cho chúng con biết. Đó, các em YouTube muốn là như vậy đó. Em thưa công an, chị trình giáo hội, từ đâu mà có câu chuyện xảy ra ngày hôm nay? Thưa đi, các chị muốn hòa giải, hòa đồng, không muốn nói, im hết để cho anh em mọi người suy nghĩ người một cái trí tuệ, cái huệ nhìn thấy như thế nào. Đây là cuộc thử thách cái huệ trí tuệ của chúng ta luôn, cả các ngày tu mấy mươi năm ở thế tục đó. Đấy là cái cuộc thi trước là ông quen rồi, các ngài cũng không ngộ nhận ra thật giả đó. Rồi bây giờ hôm nay tới bé Thượng Lam các ngài cũng không biết là thật hay giả. Thì các ngài học cái kinh Phật dạy thật giả hư không, không mà có mà không. Thì hôm nay cho rằng nó là có Phật, khi cuối cùng có hay không, trả lời câu cuối cùng có hay không. Con nói với thầy, bé là một cái người bình thường thôi, con đã nói rồi. Dù cho bao nhiêu gì đó con cá cược, nhưng hôm nay con có bao nhiêu lời con gửi đến ở đây, mưa gió quá. Con gửi đến Hòa Thượng là Thượng Tọa Thích Chí Thường, là trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 12. Và trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng là ở quận 2 giải quyết giúp giùm cho con những lời con gửi gắm, để xem chùa Hoằng Pháp đối xử với nhân loại ở thế tục. Người ta có đi cúng dường, người ta mồ hôi nước mắt đến để cho ngài, có chùa to Phật lớn, có xe cổ đi mà làm không công bằng cho thế tục, thì con xin hai ngày để mà trả lời với con trong một tuần này. Còn nếu mà hai ngày im đềm mà chùa Hoằng Pháp vẫn còn lên đem bé lên là coi như là mê tín dị đoan, là tiên thánh Phật trời, con sẽ hứa với ngài trong hai tuần trở lại đây, kịp thì trong Tết, không kịp qua Tết, con sẽ treo một cái lá cờ đất nước Việt Nam, cờ đỏ sao vàng, con đứng lên để lấy lợi gì công bằng giáo lý Đức Phật và cho người dân bình an trong thế tục, chứ không để kiểu này nữa, không bán đạo tạo đời đâu. Con nói với con, nói được là con làm được đó. Nếu đây tới Tết mà vẫn còn thử thách, vẫn còn đó, chị thách các em thưa công an đi, chị thích đó, rồi chị thì ra giáo hội. Chị nói kịp thì Tết, không kịp con sẽ về Việt Nam, con treo một cái lá cờ lên đất nước Việt Nam mãi đỉnh. Mà hôm nay câu chuyện của các ngài vì bé Thượng Lam mà để xáo trộn trên thế tục, không biết ăn Tết được hay không nữa đó. Nhưng hôm nay con đã nói rất là nhẹ nhàng từng câu từng chữ, nhưng mà các ngài làm ngơ khi Phật tử nói những gì các ngài không quan tâm. Từng người đến cúng dường thầy không bỏ sót một đồng, mà đến những lời hay tiếng đẹp, những lời quan tình, những lời không đích thực của Phật tử kêu gào lên thì các ngài đi đâu hết đi? Các ngài cũng có câu trả lời chứ. Vì các ngài đang ngồi bực giảng, giảng ai nghe, giảng làm gì? Còn ở ngoài chúng con không phải là người à. Nhưng mà con nói câu cuối cùng này, nó con xin từ giả. Nếu như đây tới Tết mà ngài không giải quyết được cái điều này, lên tiếng chùa Hoằng Pháp đúng sai. Thứ hai nữa là các em YouTube vẫn còn thưa kiện với nhau, cứ thưa đi. Nghe cứ thưa, chị thách. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, con sẽ về. Nếu thầy
sẽ về Việt Nam. Con về Việt Nam đầu tiên con treo nhất một lá cờ Tổ quốc Việt Nam anh hùng, lá cờ đẹp nhất trong cái đất nước Việt Nam chúng ta, người dân hiền hậu phúc hậu của chúng ta hồi ngày nào lịch sử để lại đâu mất hết rồi, mà hôm nay để người với người với nhau tàn sát với nhau, các ngài mới chịu. Giáo lý Đức Phật của các ngài hôm nay ra cứu độ chúng sanh, hôm nay dân gặp nạn các ngài ra cứu đi. Con đã nói rồi hai tuần nữa mà vẫn còn, con nói trên cộng đồng mạng luôn, tất cả một mình con về Việt Nam, con treo lá cờ, con sẽ đi hết tất cả hết đất nước Việt Nam. Con kêu thét gào lên là Chu Quang Pháp làm gì đúng hay sai, còn bé này là Phật chỗ nào phải chỉ cho con thấy. Còn con nói không Phật, con có cái lý của con chỉ. Còn các ngài muốn nói là không bằng đúng không? Nếu các ngài cam kết đi, con đem đứa bé này 3 tuổi nha, 3 tuổi thôi, ngài có tiền đi máy bay rước không? Nó nói bây giờ con không có, không, con cho các ngài rước nó luôn, không cho ai gặp hết luôn. Các ngài hỏi đạo Thiên Chúa tu giảng như thế nào, đạo Hòa Hảo thế nào, đạo Phật, cho các ngài tự tư vấn nó luôn. Nếu nó chả thiếu sót một lời mà có một người giảng dạy của nó hả, xin lỗi các ngài nha, chịu tử hình liền. Nhưng cái này cái nhân tài người ta giấu, cái nhân tài người ta giấu để thế tục được nhờ, nhân tài thì phải giấu, ai đem ra, ai mà đem ra. Cái hồi nào tới giờ các ngài nghe câu này đi, thùng rỗng thì hay kêu to, cái thùng mà đựng cát đầy đánh anh có kêu đâu. Nhưng mà con đã nói với thầy á, thầy nói một câu là một chữ cũng thầy, hai chữ cũng thầy, coi như là quý thầy mến bạn, trọng thầy mới được làm thầy, không thầy đố mày làm nên, trọng thầy mới được làm thầy. Các thầy nói, nhưng con cũng nói ngược lại, có mợ chợ cũng đông, không có mợ chợ cũng đông như thường. Bởi vì giáo lý Đức Phật có nói rằng là tu đâu không bằng tu nhà, thờ cha chính mẹ hơn là đi tu. Tại ngài không có niềm tin mấy nghìn năm sau không có thể ai thay thế ngài để cứu độ chúng sanh, ngài không có niềm tin mới cho câu phòng. Thì hôm nay các ngài nói rằng một chữ cũng thầy, hai chữ cũng thầy. Nhưng mà con cũng nói với thầy một câu, trọng thầy mới được làm thầy, không thầy đố mà, hồi nãy thầy nói không thầy đố mày làm nên, trọng thầy mới được làm thầy. Con sẽ đáp lên với thầy ngay, có mợ chợ cũng đông, không có mợ chợ cũng đông như thường. A Di Đà Phật, con được tính với các ngài một lần nữa, con A Di Đà Phật, con là nói với ngài một lần nữa là hai tuần nữa mà vẫn còn dân chúng mất lòng với nhau, không có đoàn kết với nhau, chia rẽ, hay là chị em không mất đi đoàn kết gì bé Tường Lam, mà các ngài cho rằng ôm nó vào lòng mà nó là một cái chủng tử tốt, nó là một cái trí tuệ thông minh, một vị sư cô hay một cái tiền kiếp nào đó, đó là việc của các ngài. Mà vẫn còn người dân của các con nghèo khổ hay đói rách gì đó mà thầy không chia sẻ, không quan hỷ, không yêu thương, không độ lượng, thì con hứa với thầy và con cũng trình tất cả các anh em cô chú ông bà ở đất nước Việt Nam, nếu như trong hai tuần nữa mà không để một cái đất nước Việt Nam ăn Tết yên thì con không về kịp trong Tết. Ngoài Tết con sẽ về tới Việt Nam, một mình con treo với lá cờ Tổ quốc Việt Nam, mãi đỉnh ở Việt Nam, là người nêu cao tinh thần tốt đẹp, trí tuệ và thông minh. Mà hôm nay chị kia này các thầy làm ngơ, con sẽ làm cho bằng được câu chuyện này. Con lấy lời giáo lý Đức Phật, con không cho ai lấy đạo tạo đời mà dẫm lên giáo lý Đức Phật mà trà đạp của nhân loại mà để giết đi những cái đồng loại của chúng con đâu. Con nói với thầy câu này, A Di Đà Phật. Thôi chị chào em nha, trời mưa rồi, quá thầy. Xin chào tất cả mọi người, ông bà, cô chú trên cộng đồng mạng. Con xin chào thầy, chị chào em nha. Vâng, thank you chị, chào chị. Chúc chị sức khỏe. Rồi, bye bye em. Dạ thưa quý bà con, vừa rồi là ý kiến của một vị khán giả cũng liên quan đến câu chuyện của là bé Tường Lam. Thì những ngày vừa qua chắc là bà con cũng đã biết rồi. Và chị này cũng là có những cái chia sẻ, tôi nghĩ rằng chắc cũng có rất nhiều bà con cũng đồng tình với là cái quan điểm của chị. Có nghĩa trời